Thưa quý vị và các bạn, phát hiện ra sự đa dạng về màu sắc từ các loại rau củ quả, nhóm học sinh trường Trung học Phổ thông Yên Mỹ đã dành thời gian nghiên cứu pha trộn, sáng tạo ra những gam màu quen thuộc để vẽ nên những bức tranh dân gian vô cùng sinh động và độc đáo. Chúng em sử dụng những chất liệu màu từ thiên nhiên, từ gạch non, từ gấc, từ khoai lang tím hoặc là từ hoa đậu biếc để chế ra thành những loại màu cơ bản. Màu xanh dương chúng em làm từ hoa đậu biếc, màu đỏ chúng em lấy từ ruột quả gấc hoặc là có thể làm từ màu gạch non, màu vàng thì lấy từ củ nghệ, màu xanh lá thì xay từ những loại rau, màu tím thì có thể pha trộn một chút từ màu hoa đậu biếc với cả một chút chanh. Đây là cách nhóm học sinh trường Trung học Phổ thông Yên Mỹ tạo ra những bức tranh rực rỡ sắc màu từ các nguyên liệu có trong tự nhiên. Phát hiện ra sự đa dạng về màu sắc từ các loại rau củ quả, các em đã dành thời gian nghiên cứu, pha trộn, sáng tạo ra những gam màu quen thuộc để vẽ nên những bức tranh vô cùng sinh động và độc đáo. Tranh của các em được lấy cảm hứng từ những dòng tranh dân gian của Việt Nam như tranh đồng hồ, tranh hàng trống hoặc các con vật hoạt động từ cuộc sống hàng ngày. Thông qua những bức tranh này, nhóm tác giả muốn gửi gắm thông điệp bảo vệ môi trường và truyền cảm hứng với những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Với sự sáng tạo và thông điệp ý nghĩa, những bức tranh dân gian từ bầu thiên nhiên của học sinh trường Trung học Phổ thông Yên Mỹ đã đoạt giải nhì trong cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên Nhi đồng tỉnh Hưng Yên năm 2023.